rất rất là vui, rất là bất ngờ khi mà được mình đang được ở đây và được và lần đầu tiên được triển lãm một mình solo. Tại vì hai cái series nó hoàn toàn khác nhau về cảm xúc. Một cái là Bất Chợt Sapa là cái cảm xúc ngay lúc đó, một cảm xúc nhất thời, một khoảnh khắc. Còn cái mà Human Tree thì nó là một cái hệ thống ý tưởng, nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra đối với em thì mỗi mỗi cái series ra đời đều cho em những cảm xúc rất là đẹp về nó. Và cái loạt Human Tree này, loạt tranh Human Tree này của em coi như là nó đã kết thúc và nó sẽ bước qua một cái thời kỳ mới về cái ý nghĩa. Dạ em đang đang làm. Dạ đang làm nhưng mà em sẽ dành sự bất ngờ, không không tiết lộ cái chuyện. Khỉ là thứ nhất nó là nguồn gốc tổ tiên của loài người. Nó nói nó là với lại cái nhìn, cái óc suy nghĩ nó gần như con người mà. Còn cọp á là thể hiện sức mạnh, cái sức mạnh của người, của cái sức mạnh của thiên nhiên và con người kết hợp với nhau để tạo sức mạnh.